Hiện tại trên màn hình bà con chúng ta sẽ thấy những cái chùm bông này nó có những cái mảng khói màu đen đen. Đây là sự kết hợp giữa cái dịch mật của bạn rượp sáp sau khi mà ăn xong rồi tiết ra, kết hợp với lại cái bạn nấm bù hống, nên là nguy cơ nhiễm nấm của cái cuốn bông của mình khá là cao, và nó không chỉ là ở trên đây mà nó còn ảnh hưởng xuống phía dưới nữa. Trên màn hình của bà con chúng ta đang thấy những cái chùm hoa sầu riêng Thái của chúng ta rất là đẹp, và nó đã gọi là hoàn thành quá trình thụ phấn xong. Và ngày hôm nay thì Hoàng Anh cùng với anh Hồng đến vườn của ông anh của mình ở tháp 10, lần đầu tiên làm 10 bông sầu riêng đầu tiên để rút cửa nhiều kinh nghiệm. Thì quy trình làm bông thì cũng chia sẻ rõ là anh Hồng chưa có biết về quy trình làm bông của Willow Farm. Anh bắt đầu vào quy trình của Willow Farm ở cái giai đoạn mà dưỡng bông với lại dưỡng trái, mà cụ thể là dưỡng trái ha anh. Những bông bữa anh làm bên em chắc chắn phải có kéo bông, chứ anh không kéo. Kéo, nhưng mà những cái cây nào mà nó ra chậm á mới kéo cho nó ra theo kẹp thôi, còn mấy cây nó ra trước thì không kéo. Nên thành ra là cuốn nó ngắn vậy. Anh Thiện biết sao chưa? Anh Thiện thấy là bây giờ là nó sẽ bị kiểu như hôm trước là nó sổ nhị, nó cũng khó nữa, mấy cái đài nó đụng vào nhau mà nó cũng khó rất là dướng lại, mà hơn là thời điểm này là không có mưa, nên là anh không có bị nấm khuẩn nhiều, chứ không là bị nấm bị thắng thư bông nhiều dữ lắm luôn á. Thì đó là những cái sai lầm cũ thì mà mình không. Hiện tại trên màn hình bà con chúng ta sẽ thấy những cái chùm bông này nó có những cái mảng khói màu đen đen. Đây là sự kết hợp giữa cái dịch mật của bạn rượp sáp sau khi mà ăn xong rồi tiết ra, kết hợp với lại cái bạn nấm bù hống, nên là nguy cơ nhiễm nấm của cái cuốn bông của mình khá là cao, và nó không chỉ là ở trên đây mà nó còn ảnh hưởng xuống phía dưới nữa. Nên bà con chúng ta lưu ý là cái thằng rượp sáp trước khi sổ nhị là bà con chúng ta, trước khi cái vú bò nó chuyển qua màu vàng, trước khi nứt cái vú bò ra, thì bà con chúng ta phải có một cử là suy ấu giáp cộng với mảnh tướng diệt rệp, cộng với mảnh tướng diệt sâu, mảnh tướng diệt nhện luôn, và cộng với siêu canxi bo hoặc là canxi bo kẽm hữu cơ, để bà con chúng ta là tăng cường cái sức khỏe của cái cuốn, ngăn ngừa thắng thư bông, ngăn ngừa cái vụ rụng bông, tăng cường hàng phấn chắc, và đồng thời là cái gì nữa bà con, ngăn ngừa rệp sáp nè, sâu ăn bông, sâu ăn trái non nè, rồi rệp sáp, rồi cái gì nữa, nhện đồ này kia, thì bà con chúng ta phải cử tích hợp đó. Đặc biệt là cái con bọ trĩ trong thời gian sổ nhị đó, thì nó sẽ cắn phá làm cho hư cái cuốn bông và làm cho cái mầm hoa ở trong nó bị hư, thì khả năng đậu trái chúng ta rất là kém, và làm cho cái đặc biệt là khi mà cái con rệp sáp là nó sẽ làm cho nóng bông đó, thì quéo trái nó làm mất khả năng cân bằng ở trong cái giai đoạn mà hình thành phấn và nổ cái tế bào. Thì bây giờ là ở cái giai đoạn mà đã hình thành trái non như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo cái giai đoạn là sau khi mà thụ phấn xong thì chúng ta cần phải làm gì. Sau khi thụ phấn xong á, thì bà con chúng ta sẽ tiến hành phun ngay giúp chị Hoa Anh hoặc cái hỗn hợp là canxi bo kẽm hữu cơ 500ml, chai đó là chai 1 lít, bà con lấy nửa chai cộng với lại 500ml amino sinh học để bổ sung canxi bo vào ở trong cái cuốn bông và trong cái ở trong tế bào của trái, để làm gì, để bắt đầu hình thành thành tế bào và làm cho cái cuốn nó chắc khỏe, nó chống rụng bông sinh lý, rụng trái sinh lý cái lúc mà sau khi thụ phấn xong, gọi là cái giai đoạn quê diêm nè ha, như gọi là cái em gì nữa quên rồi anh Hùng, quê diêm cái gì, bút chì nha. Rồi làm gì nữa, amino nó sẽ bắt đầu nuôi dưỡng trái non của mình, xịt vô một cái là nó dỗ cái trái của mình lại liền. Amino thì nó sẽ làm cho cái trái của mình xanh dai, xanh trái, và giúp cho cái trái của mình nó chạy trái nhanh hơn. Dỗ tròn giúp cho cái trái của mình nó lướt qua cái giai đoạn rụng sinh lý nhanh hơn. Thì hạn chế được cái tình trạng rụng bông. Còn ở dưới gốc thì chúng ta sẽ đi một cái chỉ số để cho nó thúc tròn trái lại. Thì cái chỉ số đó là con chúng ta có thể kết hợp với Willow Farm để Hoàng Anh hướng dẫn với bà con chúng ta. Rồi sẵn quay dưới gốc luôn đi, cái này là thuộc về khâu vệ sinh, ảnh cũng mất đám nên là hơi chậm cái phần này. Sau khi mà sổ nhị xong, bà con chúng ta phải quét những cái thằng này ra ngoài. Hồi nãy giờ thằng anh lấy cái chân của thằng anh đá ra nè, bà con thấy nè, coi như là nó nguyên một ờ dưới này là dễ phát sinh nấm khuẩn dữ lắm nè, nha, rất dễ đây, đây đôi nấm nhóc cái đây nè. Bây giờ là chúng ta phải lấy cái chổi dừa đó, chúng ta quét ra hết cho thằng anh. Chứ bây giờ là con để như vậy là coi như là nấm khuẩn nó tấn công lên. Đây là môi trường rất tốt để cho nấm khuẩn phát triển nè bà con ha. Đó, nè, thấy ghê chưa? Ôi, lấy cái chổi dừa đem quét cho ông Thiện ơi.
Đi qua bên kia kìa, em có mấy cục gà nó bươi và chống lỏng kìa. Không, con gà nó bay lên nó vô cái trái này coi như xong luôn. Thì nói chung là bà con chúng ta đã rút kinh nghiệm, sau khi cái quá trình xả nhị xong thì chúng ta sẽ dọn cái mô cho cái cây của mình sạch sẽ thông thoáng, đặc biệt là những cái bàn bông nè nó rụng xuống để tạo cái độ thông thoáng cho cái cây của mình, hạn chế được cái nấm khuẩn tấn công trong cái giai đoạn này nó ủ nhiều đó. Rồi làm dọn mô xong cho sạch sẽ thì sau khi mà dọn xong trong cái quá trình mà mình thụ phấn xong rồi đó, thì ở bên trên mình sẽ xịt cái thằng canxi bo cộng với siêu amino để giúp cho cái trái của mình nó làm chắc cuốn, dẻo dai cuốn, rồi hạn chế rụng trái sinh lý, đặc biệt là siêu amino sẽ giúp cho cái trái của mình chạy trái nhanh hơn, nó làm xanh dai xanh trái. Rồi bà con chúng ta lưu ý thêm một cái nữa nè, là giai đoạn này nếu bà con chúng ta quên vụ mà ngăn ngừa nấm khuẩn thì bà con chúng ta có thể sử dụng siêu giáp để vừa ngừa trái lá và ngăn chặn trái lá ngoài. Nếu bà con sử dụng những cái bộ làm bông mà nó có mang tính chất hóa học đó, nó sẽ gây trái lá như vườn của anh Thiện nè, thì chúng ta phải sử dụng siêu giáp. Siêu giáp nó có tính mát và nó ngăn ngừa cái nấm khuẩn rất là tốt, thì bà con chúng ta có thể phun trực tiếp vô trái non này luôn, tại nó tính nó rất là mát, bà con chúng ta yên tâm. Và bà con chúng ta phải bắt buộc phun ngoài cái đọt bên ngoài, phun vào bộ tàng bên ngoài để nó ngăn ngừa trái lá, chứ bà con không phun lại trái lá dữ lắm. Rồi siêu giáp á, nếu mà cái lá bà con chúng ta đang trái thì bà con chúng ta phun á, thì nó không có xả lá anh Thiện, nó không có xả lá xuống, nó vẫn giữ lại cái màu xanh của một phần còn lại, nó chỉ ngăn ngừa là trái lá một chút thôi, nó giữ lại cái phần còn lại để nó quan hợp nó nuôi cái trái. Chứ thời điểm này mà chạy đọt anh cũng không, anh phải chặn chứ chưa có dìu được nữa. Thì cái thời tiết lúc này đó là cái hiện tượng là sáng sớm của mình là nó có thứ nhất là nó có sương muối nè. Đó, thì mình sẽ là xịt siêu giáp cộng với canxi để nó khống chế, là nó hạn chế là cái hiện tượng bệnh trái lá của mình, là nó cô lập đi cái vết trái, nó sẽ giữ lại những cái phần còn lại để nó cái màu xanh của lá để nó nuôi thúc đẩy quá trình sinh trưởng lên, nó nuôi bông, nuôi trái của mình đó. Rồi nó sẽ hạn chế được cái trái lá là do mình đang sử dụng cái hàm lượng hóa học để mình xử lý, mình làm bông đó. Nó còn đang xử lý này thì vườn mình thì mình sẽ xịt là 5 ngày một lần đó, mình xịt cho nó 2-3 lần để hạn chế cái trái lá của mình, để tập trung cho vô nó nuôi cái trái của mình, nó chạy trái cho nó nhanh hơn. Rồi tiếp theo về chuyên mục là nghiệp sáp, bây giờ trong cái bông của anh nó đã bị nghiệp sáp nhiều rồi, thì bây giờ ba trái nó còn nó mới gọi là hình thành trái xong, anh phun giờ không có được, lão phun thì thôi, nhưng mà vườn nào mà chưa phun á, lúc mà nghiệp sáp là chúng ta ngừa trước đó, chứ chúng ta không có thấy bây giờ là thấy dịch nấm khuẩn rồi hóng rồi quá trời rồi, chúng ta phun vậy là nóng cái bông. Ok chưa? Như cây này là đang chạy trái nè anh. Nó đây này nó trước nè. Này cái này giờ trong bờ bông mình có số trước nè, nó đang chạy trái nè, đang chạy dãy nè. Thì trong cái giai đoạn mà chạy dãy chạy trái như thế này thì mình cũng xịt giùm em là cái thằng siêu canh siêu bo cộng với siêu amino kết hợp với rồ combi đó, để giúp cho cái trái của mình nó chạy nhanh hơn và cái trái của mình nó đẹp, mẫu đẹp hơn. Đài nó bị khô luôn á anh Hùng, không rụng được luôn á, đài nó bị khô. Thế mà nó hồi mà nó còn tươi như vậy nè thì mình dùng chổi á, mình quét nó xuống rất là nhanh, còn nó khô lại nó ốp cứng luôn, như cái trái này nó cứng ngắt luôn nè đó. Nó cứng như vậy thì nó làm cho cái trái của mình nó không có nở, không có lớn được, còn nó làm cho méo trái, mấy cái bông nó cũng không nên giữ luôn. Rồi bây giờ rút kinh nghiệm nha anh Thiện nha, là chúng ta phải phun rệp sáp trước khi sổ nhị, trước khi bông nó sổ nhị. Rồi sau khi mà cái trái tầm ngưỡng cái trứng đà đĩa nói chung là chạy ra chạy trái xong rồi đó, anh mới phun được nữa, như vậy thì nó mới an toàn. Tại thằng rệp sáp lúc nào nó cũng có tính xông hơi và nó có tính nóng hết trơn, với lại nó có nhiều dầu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái trái non của mình. Còn cái thằng siêu giáp thì là dạng nấm khuẩn, anh có tính là mát thì anh phun lúc nào cũng được nhá. Không sao đâu, mình cứ rút kinh nghiệm dần dần giùm em đi, sầu riêng Thái cũng đang có giá lắm, ráng mà theo đuổi. Rồi để mà nuôi bông nuôi trái non lúc này thì bà con chúng ta đi một cái chỉ số ở phía dưới góc, sau đó là chúng ta sẽ đưa vào quy trình nuôi trái, là chúng ta sẽ đi cái bộ xô nuôi trái 10kg, là gồm một cái bộ xô nuôi trái 10kg cộng với 2 gói hun mít Hoa Kỳ và cộng với 2 hũ Miotrico cộng với 3.000 lít nước, và anh sẽ tưới giùm em là 7-10.000 một lần. Và giữa chu trình nuôi trái là đối với cái cây của mình sẽ đi tầm khoảng 2 lần HQ Nano
Em nghĩ là đi hai lần đi anh Hùng, tại lá ít quá. Ừ, cái này thì mình đi hai lần để cho nó thúc cái trái của mình nó lớn nhanh hơn. Đi hai lần HQ Nano mỗi cây vậy 200g giùm em, là coi như là ở dưới gốc là chỉ đi như vậy thôi. Rồi khi mà chuẩn bị mà giờ vào trái mà bắt đầu nó chuẩn bị vào giai đoạn mà lên cơm á, thì tụi em sẽ cho đi thêm chỉ số về kali cao. À, cái bây giờ là em biết là cái vách nào mà nó hưởng cái ánh nắng chiều dạ vô nhiều thì nó sẽ cháy ở cái phần bên đó. Rồi bây giờ cái vụ cháy đá đó là anh em mình hồi xíu qua cây đó sau. Còn cái quy trình là nuôi mua bông sầu riêng từ cái lúc mà mới đậu trái như vậy là anh nắm liền em nha. Cái trái từ 1kg trở lên á là anh sẽ bắt đầu anh đổi từ ngay amino qua siêu lớn trái. Còn trước 1kg từ cái lúc mà mới ra mới đậu mới sổ nhị xong tới lúc 1kg là anh xài siêu canxi bo hữu cơ cộng với lại thằng siêu canxi bo kẽm hữu cơ của bên em cộng với làng siêu amino là anh phun liên tục giùm em 7.000 lần ha anh Hùng ha. 7.000 lần. Còn ở dưới gốc á là đi một chỉ số NPK giống như hồi nãy là anh chia sẻ rồi đó. Sau đó là 7 ngày sau anh đi giùm em cái bộ xô nuôi trái. Là cứ định kỳ 10 ngày, 7 ngày, 10 ngày lần. Rồi sau đó anh rải cho em hai cử hát kim nano xen giữa vô trong cái quy trình nuôi trái sầu riêng này là được. Nuôi trái sầu riêng Thái thì nó tầm khoảng 101 ngày ha anh Hùng ha. 110 tới 115. 110 tới 115. Thì anh sẽ chia em hai lần hát kim nano mỗi lần 200g. Còn ở trên thì anh cứ phun vậy tăng cường canxi bo hữu cơ nè. Rồi tăng cường hàng siêu giáp giùm em, ngăn ngừa cháy lá bằng siêu giáp, siêu giáp tăng ngừa cháy lá ok. Canxi bo với amino là 3 chai. Anh ra mấy lần? 3 lần. Là 3 lần rồi ha. Là mỗi lần là 400 lít. Đúng rồi, 400 lít. Là coi như vườn anh phun hết là 400 lít. Mình không có xịt lá rồi cái nó ít nước. Với nước bông nhưng mà nó dặn xưa. Nó ít cây á. Với cái vụ cháy lá ở ngoài này nè, anh có thể kết hợp với thằng gù công bi tạo đỏ vô để xử lý cái vụ mà lá anh bị bạc phong lúc mà nắng mặt trời chiếu vô đó. Là cộng với siêu giáp luôn là được. Nó sẽ tăng cường cái vụ làm cho lá nó dày hơn, tại lá của anh nó mỏng quá nha. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Còn cái cuốn này thì năm sau mùa sau thì em chỉ cho anh làm bông anh xử lý lại chứ cuốn này ngắn quá. Cái khu anh sao ha? Khu sao? Sao tính làm thử nghiệm hay sao mà khu này xịt khác, khu kia xịt khác vậy? Xịt nó kéo, cái cuốn bông nó dài hơn. Tức là kéo bằng sản phẩm gì? Thì sau khi mà anh thấy cái cuốn bông mà nó dài hơn mà rồi nó sổ nhị á, là anh thấy cái bọn của mình nó rơi xuống hết đó, và cái cuốn cái bọn bọc cái bọn mình thấy nó khỏe hơn nữa. Những cây đó thì có lý có lý ha. Chị sao khu này không chịu xịt bông này hơi tại vì đó cái này nó ra rồi nhưng mà kia nó ra sau rồi cái mới kéo cho nó đều quá. Là cái thời điểm đó mà khi mà ở đây nó sổ nhị rồi đó, nó ra rồi rồi anh mới biết tới tụi em đó, rồi bắt đầu mình mới lấy cái sản phẩm nó về mình dùng thử. Đó, thì bây giờ là em thấy kết quả nó là ok hơn đúng không? Mà cái này á, em thấy vườn này á, là canxi á, nó đang vô nó cũng kiểu như nó thiếu canxi nhiều anh Hùng, anh cho xịt 5 ngày thôi được rồi. 5 ngày. Đời, thứ nhất là canxi, cái thứ hai là tăng quét dọn rồi tăng cái lượng nước ở dưới này lên để tăng nó nước ở ngoài lên. Hạn chế cái nó giúp cho cây mình nó đủ nước thế là hạn chế cho lá lại. Mình tưới lượng nước của mình vừa đủ ướt cái bề mặt mô là được. Trời ơi, ông tuyển bông rồi ông bỏ bông dưới này luôn. Cái gì một nồi ra ông? Nè, nhưng hiện giờ là toàn bộ cái hàng dàn chân mô của mình nè đang bị thiếu nước trầm trọng nè. Thêm 2 mét ngoài đây nữa. Khô mà nó khô nè. Khô trắng luôn cái đất ở ngoài này. Rồi khi mà mình tưới cái hàm lượng dinh dưỡng vô á mà không có đủ nước ở ngoài này thì cái dinh dưỡng của mình cũng đâu đủ. Khi anh tưới cái bộ xương trái nó chỉ ướt được cái gì ở trên không à, mà ở bên trên của mình thì nó sẽ không có cái bộ để cám vô bộ để hút, nó không có hút lên được. Nó rồi anh tưới ở này thì khi mà mình tưới xong rồi bắt đầu nắng lên thì cái hàm lượng phân bón của mình nó sẽ bốc hơi hết, nó không có tác dụng. Đó, thì khi mình tưới như vậy, tại sao tôi vẫn tưới bình thường mà sao cây của tôi tái nó không lớn, cây nó không phát triển như tôi vậy? Là vấn đề này. Đó, thì anh phải làm cái bếp lại giùm em để cho cái phần ở ngoài này nó đủ nước và cái dinh dưỡng của mình nó hấp thu lên được. Ok, rồi quy trình mà chăm sóc cây sầu riêng là trái sầu riêng sau khi sổ nhị xong thì đơn giản vậy thôi bà con, chúng ta cứ áp dụng theo. Còn cái cuốn bông nó ngắn là do chúng ta xử lý trong quá trình làm bông, cái này sau khi mà đậu trái xong rồi mới can thiệp được, chỉ can thiệp được khúc mà nhớ mất cua thôi. Rồi cái dàn lá của bà con chúng ta cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái bộ sản phẩm thuốc làm bông. Bà con chúng ta lưu ý chúng ta có những sự lựa chọn và cân nhắc vào năm sau nha. Còn nếu mà vườn nào bị cháy lá thì cứ áp dụng nhiều thằng anh là siêu giáp,
còn nắng quá thì cộng thêm rồi combi tỏ đỏ vô giúp dùm Hoàng Anh là ok nhé bà con nhé. Và Hoàng Anh có quy trình họ làm bông sầu riêng rất là chuẩn và rất dễ la bông, cuốn dài không thấy lá. Để tháng 4 năm sau qua làm cái vườn bên em cũng của anh nữa hay gì, của ba, nhưng mà có 180 cây à. 180 cây là giàu luôn á. Hai vườn cũng cây 5 năm, cây 8 năm rồi. Ok anh, rồi. Có đạt có 2-3 tấn vậy. Nhiều lắm anh. 180 cây mà có 2-3 tấn hả? Mới lấy được rồi luôn. Rồi bà con chúng ta cần hỗ trợ gì thì có thể kết nối với Willow Farm nha bà con nha. Những cái bông dị dạng dị tật này cũng không nên thân nên dán gì đâu. Ừ, cái này thì cũng đang lấy phần lấy thuốc bên đây còn phục hồi mấy bữa nay rồi. Ok anh. Bà con này, Willow Farm có để số điện thoại để hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con. Bà con chúng ta có thể xem nhiều video trên kênh của Willow Farm để quý bà con chúng ta hiểu về cái cách của Willow Farm làm kỹ thuật để bà con chúng ta có độ tin tưởng. Tại vì cái lúc mà làm mông này nè anh Thiện là cái giai đoạn quyết định của vườn mình. Có đám tiệc gì giống như anh Hùng chia sẻ nãy là cũng phải dính thời gian ra xử lý cho nó. Chứ mình giai đoạn này là giai đoạn quyết định coi là mình thua như tiền trong một năm. Tại vì sầu riêng mình đang làm năm một vụ là rồi. À, giỏi dữ lắm mới làm 2-3 vụ chứ cây sầu riêng nó phải có sự phục hồi thời gian nghỉ ngơi, bà con chúng ta lưu ý nha. Rồi bà con chúng ta lưu hệ số điện thoại khi cần thì liên hệ với Willow Farm, và những cái sản phẩm phân bón thuốc làm bông của Willow Farm đều có giao hàng toàn quốc hết. Bà con chúng ta yên tâm, tụi em mới đơn trên 2 triệu là tụi em hỗ trợ 50% phí vận chuyển luôn á, nên là không có sợ. Và cái anh lấy phân bón từ bên phía bên em đưa ra là đảm bảo là phân bón đúng chứ không có bị giả. Vấn đề quan trọng là chỗ đó. Bên đây cũng lấy nè, cũng ngồi bên đây đặt giùm. Dạ. Đặt bên vườn bên kia nó mấy chục. Anh lấy số điện thoại của anh đặt đi để mà tụi em biết, tụi em mới liên hệ với anh được nha. Rồi cảm ơn quý bà con, chúng ta lại tiếp tục đi tham quan vườn những cái cây mà anh đã sử dụng ra sao. Anh sử dụng bộ kéo bông của Willow Farm và bông nó dài hơn, cái bông này ngắn quá không chơi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn quý bà con đi tận